Thảo, Thảo ơi. Thảo. Mượn giúp em. Cho mượn cái điện thoại xã hội làm đèn pin. Ủa cái chi vậy? Nó làm đèn pin cho rồi chứ. Nhìn trên này là thấy con ong nó chui ra là có cái lỗ như này, thấy con ong. Nó mới bay xuống hả? Anh. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Giỡn nha, ông Hùng đăng lên mạng thì chết luôn á. Không có đăng đâu. Hay quá à.
Nói nè, cho hùng cái đi. Không vậy. Cho hùng cái đi. Không dùng. Hùng cái gì? Hùng giỡn răng nó mạng không được đâu. Cái lộn anh không giỡn nữa nha. Anh đâu biết. Tự nhiên cái lộn hùng chỉ dạ đi theo ông kẹo chặt ta. Ông chỉ sao anh làm vậy chứ giờ ông không làm cho ông chửi làm sao? Anh thủ qua nó hù anh á. Thấy chưa ông lỗi kìa. Ông có giỡn. Anh bắt đầu rồi nha. Chị có đó điện thoại cả. Bắt đầu á. Thằng này nhóc này những cái dữ quá. Chứ giờ sao giờ? Ông kêu mà anh không làm sao theo ông được. Mệt nha. Nó hùng mấy thổi cho em coi mệt quá trời. Ông nhịn dữ cái chuyện này trời lên hội nó làm sao. Mày chờ chứ mày chờ chứ mày. Mày lẹ lên tao lấy điện thoại xuống không? Mày chờ nó chờ. Nó chờ rồi. Đi xíu vô giờ á. Xíu hôm nay thay cho em. Mệt ghê, mấy người này giỡn kỳ quá à. Không có giỡn mà. Dạ bố. Trời nè. Dạ. Cái gì giỡn? Đâu ơi, em Thùng ơi, vô coi với em Thùng ơi. Em Thùng ơi, nó rớt điện thoại em hư nữa nè. Sao con ông nó chạy qua đây à? Nó rớt điện thoại em mỏi tay. Sao con ông nó chạy qua đây được hay à? Để thả sao chạy qua đây được. Mình lửng nó chưa lẹ lên. Ủa hồi nãy có miếng sơ sơ rồi. Từ từ chứ. Cha hỏi nó lấy nội giùm con. Làm quá sao anh tới. Mày cho tụi mình phần miếng rồi nó leo lên mấy. Mệt có giỡn có lấy giùm không. Cho nó một cái lấy cho. Không có giỡn nha. Giỡn một cái giờ. Dạ. Anh giữ vô. Không. Cho một cái lên. Đi lấy nội giùm đi. Mày lên lên. Nhà vô thử á. Nó lại không. Lấy cái thằng lấy nội giùm con đó mà nè. Mỗi tháng miếng rồi. Con mắt mày rồi nha. Tao tạo điều kiện cho mày không mà hồi tối anh hứa rồi đó nha. Còn chuyện không quay khóc là chuyện đó của em. Lại cơ hội anh có không lần à. Ráng đi nha. Nhanh lên, nó rớt cái điện thoại này không giỡn không nha. Đi theo cái đời anh Hùng hoài hả. Anh Hùng thiệt đó nha. Ơi, không giỡn nha. Mẹ ơi. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Mình dễ quá. Có cơ hội tới cũng mà lem nữa. Em làm quá sao em dám tới nè. Tự nhiên cái điện thoại này. Điện thoại giả mà. À điện thoại em đeo luôn à. Được anh yêu gọi được, anh yêu gọi. Anh yêu nào nữa trời. Bồ mới Thảo mới vừa gọi nữa nha mọi người. Bồ đi xuống rồi. Tội đang ngược kẹo chặt ta. Cái lỡ Hùng đó chứ. Ý kiến của ông Hùng hay quá, anh phải làm chứ sao. Kêu nó hùng nó hửi, kề là mũi nó hửi. Thao không gì đó em đủ từ từ á. Cái trời tâm lên mình lặp lại hay làm. Mày nói mày khoái thai, mày khoái tâm đúng không? Đúng không? Kêu chở lên chơi không? Anh điện nó lên. Có cái ống dịnh thì chơi hùng lắm à. Đúng rồi. Ok mọi người, chờ chút nha mọi người. Mình chờ tâm lên nha các bạn. Chờ tâm lên nha. Mình tiếp tục cái trò này nè, cái trò với Thảo luôn. Tắt mơ luôn rồi. Anh đóng mặt luôn mới giỡn đâu. Anh không giỡn gì nữa nha. Chỉ chơi luôn á. Không có, anh phải làm chứ. Đúng không? Không, sơ sơ. Không chơi giỡn mà, trò luôn đó, nghỉ chơi. Thảo thơm không? Thơm không? Ok mọi người, để chờ chút nha. Mình tắt cái máy này.
mình điện thoại chờ Tâm nó lên nha mọi người. Cái này cho ông Thảo nó hôn Tâm lại. Nó quê. Qua giữ mạnh cái Tâm đó. Giữ giữ mạnh cái cây đó. Được chưa? Giữ chắc nha. Đừng đừng ngáy luôn. Thì hở mày hở xuống là nó bay ra nha. Để em xuống cái anh dẹp cái ghế đó. Ủa vậy điện thoại em đâu? Điện thoại mày nằm dưới đó. Ủa đâu để chở anh chở. Ừ rồi. Thảo ơi. Thảo ơi, rồi Thảo ơi, lên đi Thảo. Trời ơi, nay làng mệt cũng chết luôn à. Điện thoại người ta lên về chơi người ta vậy á.